xin chào quý vị, Lý Hương đang có mặt tại quán bún đậu mắm tôm Hà Nội ở số 155 Hùng Vương, phường 9, quận 5. Ở đây là chi nhánh số mấy rồi đó? Quán này có rất là nhiều chi nhánh nè. Chi nhánh 1 là ở Nguyễn Tri Phương, Lý Hương có ăn rồi. Chi nhánh 2 là ở Sư Vạn Hạnh. Chi nhánh số 4 là ở Đồng Nai, quận Tây Bê là quận Tân Bình. Ngay trước đây á, là ngay chỗ đây thì là quán gà nướng Tây Bắc, nhưng mà mở được khoảng một ít thời gian thì dẹp rồi. Và khi mà dẹp thì quán ở cái địa chỉ mặt bằng rất là đẹp ha, bún đậu mắm tôm Hà Nội. Đây có rất là nhiều những bạn trẻ vô ăn, và thường là đến đây là phải đợi cũng khá là lâu đấy quý vị ạ. Rất là đông ở ngay góc đường Trần Nhân Tôn cắt với lại đường Hùng Vương. Ở đây thì có bên mấy anh rap, mấy anh rapper nhận ship hàng. Anh ơi, cái này là anh nhận ship đến tận nơi luôn anh. À dạ, cảm ơn. Nhận điện thoại á. Dạ. Ở phía bên đây thì sẽ là chỗ để xe nhé. Bây giờ là khoảng 7 giờ. Đây, vô việc đó. Anh đây màu đỏ không biết là ở đâu. Đây, chúng ta sẽ gửi xe ở phía bên đây ha. Ở đây là đường Nguyễn Chí Thanh đây. Còn phía bên đây là đường Hùng Vương. Còn phía ở đây là, ở phía sau Lý Hương là đường Trần Nhân Tôn. Bây giờ chúng ta sẽ vô xem gian bếp. Rất là đông ha. Đậu cắt và chiên tại... Em ơi, mỗi lần kêu là mình mới lên đậu mình cắt giòn, mình chiên giòn hả? À, từ đậu non luôn. Ở phía sau áo là có tới... in tới 4 địa chỉ. Mức mấy giờ chị? Từ 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. 10 giờ sáng đến 10 giờ tối. Yeah. Đây là quầy pha chế nha. Ở đây có món dạ, nước sấu này, Lý Hương có chọn là nước sấu. Cực kỳ đông luôn. Món bún đậu mắm tôm là món gốc ở Hà Nội, nhưng mà khi mà vô Sài Gòn thì các giới trẻ Sài Gòn rất là thích ha. Rồi bây giờ thì Lý Hương ngồi bàn và đợi đây. Rồi trong lúc chờ đợi phần mắm tôm, Lý Hương sẽ chờ đợi phần bún mắm, Lý Hương sẽ pha mắm tôm ha. Dễ dàng thôi, bỏ đường. Và đặc biệt ở quán Tiến Hải này á, đây là cái phần trưng bày tắc với lại ớt đỏ. Đây là phần thập cẩm 55.000. Phần này là thường là mọi người đến ăn nhiều nhất. Menu đây quý vị. Lý Hương kêu hai phần, một phần thập cẩm 55 với lại một phần đậu thịt 35. Giá khá là mềm ha. Ở đây thì Lý Hương thấy là sinh viên đến ăn khá là nhiều. Còn đây là cái phần 35.000 thì quý vị. Thì khác nhau là ở phần 35 thì có đậu, thịt luộc. Còn bên đây thì có thêm cái phần cơm. Với lại cái phần này là phần chả gì anh? Phần này nè. Phần này là phần cơm nè. Còn phần đó là phần chả. Chả gì? Chả thịt hả? Ôi trời ơi.
Đây là món Hà Nội đây. Cái này nó làm riêng tấu rồi chứ đâu phải. Chứ món Hà Nội thường có gì? Có bún với đậu hả? Đây là một cách người miền Nam. Sao anh biết? Thì ông nào ra Hà Nội ăn thì biết. À, vậy là có biến chế theo vị Sài Gòn mà. Rồi xin mời cả nhà dùng với lại Lý Hương nha. Đậu này là từ đậu hũ trắng chiên giòn lên nè. Lên chén chấm của Lý Hương có rất là nhiều ớt. Ở trong đây có 5 trái ớt. Còn bên đây là không có ớt. Rồi, xin mời quý vị nha. Thật ra món này á, mình về mình làm dễ mà đúng không anh? Bún nè giống như là bún ăn bún riêu rồi xong mình ra làm cho nó dính lại nhau rồi nó cắt ra thành cục cục đúng không? Đậu này chiên giòn lên và mắm tôm làm thiệt là ngon là thành bún đậu mắm tôm thôi đúng không? Rồi á sao có thêm là thịt nè lòng tùm lum hết. Nhưng mà nếu như mà ai mà làm mắm tôm ngon thì ăn cũng ngon. Thì ăn xong là sẽ được phát cho cục chân gum. Giá cả vừa phải. Món ăn thì ngon, tươi, đông nữa. Đặc biệt là đông. Rất là đông quý vị ơi. Thank you.
mắm tôm thương hiệu là Hải Tiến, quán được khoảng 4 chi nhánh rồi ở Sài Gòn và đang làm mưa làm gió với giới trẻ. Và bây giờ